muốn sang nước Mỹ là nhiều dưỡng nhạc dương và cung cấp là đại diện của phương quán của giáo viên và sự thức ở những sân khấu thì chúng tôi chào chị và hai anh em. Hai chị đến lâu chưa? Mình cũng đến một thời gian chưa biết. Các thầy cô và các bạn thì chúng tôi thay mặt các bạn đại diện giáo sinh thì có cái phần quà là 40 triệu đồng trao tặng cho nhà trường để hỗ trợ cho các bạn đồng của học sinh, cũng như 10 triệu đồng để trực tiếp để hỗ trợ cho hoạt động của giáo viên. Đây là phần quà lần một, có nghĩa là còn đợt hai và lúc nào thì phụ huynh nhà trường cũng đặt lớn cái quỹ của phụ huynh để gửi cho nhà trường chăm lo cho các cháu, các giáo viên xin các cháu báo cáo với ba má mình. Lớp mình ngồi đâu cô? Đặc biệt hôm nay thì tôi có cho con nhà trường có thêm người phụ trách về công tác vận động cái quỹ của